Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, mọi người thấy thì mọi người comment lên nhé. Hello anh vịt nha. Hello mọi người nha. Bầm luôn. Hello. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền trong livestream, mọi người comment lên cho Huyền chào mọi người nha. Tối với chị ta. Mọi người ơi, mọi người đang trong livestream, mọi người comment cho Huyền chào mọi người nha. Lâu quá không gặp, em chào anh Tuấn nha, chào anh Vịt nè. Hello mọi người trong livestream. Mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên cho Huyền chào mọi người nè. Lâu ngày mới gặp lại mọi người á, nhớ Huyền không? Hello mọi người, chào Kim Ngân Lê nha, chị chào em, chào mọi người trong livestream nha. Mọi người thấy Huyền, mọi người comment cho Huyền chào lại mọi người nè. 3 tháng rồi thì chiếc sẹo có đi mới có mấy ngày. Cần chị đỡ đấy em, nó còn hơi bầm một chút nè. Mấy nay tàn tạ luôn. Mấy hôm rồi, 3-4 hôm rồi đúng không? 3 ngày rồi. Hello mọi người. Mọi người thấy Huyền, mọi người comment cho Huyền chào mọi người nhé. Trời ơi, sao có thấy có mấy người vậy? Hello. Hello mọi người, rồi mọi người đợi vào đông đông một tí thì mình chơi mini game nha. À, em hiểu rồi anh Tuấn ơi. Hello mọi người nha. Nghỉ 3 ngày cái đỡ đau học liền. Hello. Mọi người ơi, mọi người thấy thì mọi người comment cho mình chào mọi người nha. À, cằm của em bị sưng anh Tuấn ơi. Cằm của Huyền bị sưng. Mọi người ơi, mọi người vào đông đông để mình chơi mini game, mình tặng quà cho mọi người nha. Hello mọi người. Hello. Mọi người ơi, mọi người comment giúp mình chào lại mọi người nha. Xem mọi người đi vào mà mọi người không comment gì hết vậy. Quá buồn. Quá buồn luôn, nãy giờ không ai comment. Hello. À, bị té anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, vẫn chưa khỏi. Em vẫn chưa khỏi nè anh Việt ơi. Khổ quá mà. Nay em like lại mà sao không thấy ai hết trơn nhỉ. Hello Linh Đen nè. Hello mọi người. Ai cắn cầm em vậy? Anh Văn Ba ơi, làm gì có ai cắn. Em bị té. Em chào anh Lực nha. Sai rồi nha anh Hùng ơi. Anh Quốc Hùng cũng sai rồi nha. Mặt em sao vậy? À em bị té anh Lực ơi. Hello mọi người. Hello mọi người trong livestream nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu chơi mini game nha. Mọi người chia sẻ livestream và 10 hội nhóm và live fanpage trả lời câu hỏi ngày hôm nay, Huyền sẽ tặng ngay cho mọi người. Nhớ save về trang cá nhân nha. Nhớ về save về trang cá nhân để chế độ công khai nữa nha. Bây giờ Huyền sẽ giới thiệu về cái kính mà ngày hôm nay mình tặng cho mọi người nha. Bây giờ Huyền sẽ tặng cho mọi người chiếc kính có giá là 350 ngàn này nha. Kính này là hãng Lacoste nha mọi người. Có hai màu luôn.
Có hai màu, nhưng mà mọi người muốn tham gia mini game, mọi người phải xem livestream về trang cá nhân và vào 10 hội nhóm trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Nếu như đúng, Huyền sẽ tặng ngay một chiếc kính có giá 350.000 này nha mọi người. Kính Lacoste có hai màu là màu rêu và màu đen nha. Mọi người chọn màu gì cũng được nha. Trong này là trong thủy tinh hữu cơ. Về cái phần của cầu kính là hai cầu kính ngang cực kỳ là đẹp, kết hợp giữa màu ở đâu, màu rêu và màu vàng này cực kỳ là sang trọng. Ở trên là bề mặt trong kính có hình con cá sấu và có dòng chữ Lacoste là biểu tượng của hãng chiếc kính này nha. Gọng kính được làm bằng kim loại và có khứa khứa như thế này cực kỳ là thời trang luôn nha mọi người. Còn gọng kính nó kết hợp thêm một phần nhựa ở phía dưới, khi mà chúng ta mang lên là không hề bị đau, cực kỳ là nhẹ tay êm tay luôn nha. Rồi, mọi người sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Bạn nào trả lời đúng là Huyền sẽ tặng ngay một chiếc kính nha. Cực kỳ là hấp dẫn luôn. Không phải là kính tặng mà không được full hộp, full khăn và không được bảo hành đâu. Kính tặng ở bên shop em là mọi người được tặng vẫn được bảo hành 3 tháng và được tặng kèm thêm hộp và khăn như thế này nha. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Mọi người tham gia mini game nhớ xây live stream về fanpage và nhớ like fanpage, xây live stream về 10 hội nhóm và một lần lên trang cá nhân nha. Đừng quên chụp màn hình lại. Khi mà các bạn đoán đúng rồi thì nhớ gửi cái phần mà xây mọi người đã xây cho bên shop em để shop em kiểm tra nhá. Không có hội nhóm sao chia sẻ hả? Nếu như mà không hội nhóm thì chắc là không chơi được rồi. Một lần nữa hả? Vậy thì phải chia sẻ về trang cá nhân 10 lần ở chế độ công khai nha Linh Đen ơi. Em chào anh Phúc Vinh. Hello anh Phúc Vinh nha. Hello mọi người trong livestream. Rồi mọi người tiếp tục comment đi mọi người ơi. Mọi người tiếp tục comment đi. Đây, một chiếc kính siêu đẹp, một siêu phẩm bên shop em nha mọi người, cực kỳ đẹp. Nam đeo cũng được, nữ đeo cũng được, ai đeo cũng đẹp nha mọi người. Nặng trẻ đeo được, già đeo được, tuổi nào cũng đeo được với mẫu kính như thế này. Nó thiết kế cực kỳ là đơn giản nhưng rất là thời trang, rất là đẹp, rất là sang luôn nha. Nam đeo thì cực sang, nữ đeo thì cực kỳ là cá tính. Nên là mọi người yên tâm, kính này Huyền tặng nam cũng được mà nữ cũng được nha. Nó là chống tia UV chuẩn 400 nên có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn, tránh khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi bụi bẩn, rất là tốt. Đối với kính màu đen này thì đi ngày thôi, bây giờ Huyền sẽ test thử tia UV cho mọi người xem nha. Đây này, chống tia UV chuẩn 400 nên nó có khả năng đó là bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn nha. Đây Huyền sẽ test cho mọi người xem chuẩn chống tia UV 400 luôn nha mọi người đó. Nên là bạn nào thích chiếc kính này thì bây giờ Huyền sẽ sale cho mọi người trong cái phần chơi mini game luôn. Bạn nào muốn mua chiếc kính này với giá sale up đến 50% là 350.000, Huyền sale cho mọi người chỉ còn là 149.000 cho một chiếc kính Lacoste full 1 full khăn, bảo hành 3 tháng, mọi người ra hàng tận nhà và được kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền nha mọi người. Mọi người sẽ comment cho Huyền mã của chiếc kính này là 8301 nha. 15 lần luôn á, ok Linh Đen nha. Mã của chiếc kính này là 8301 nha mọi người. 8301, mọi người xây livestream về trang cá nhân đều chế độ công khai và comment cho Huyền mã của chiếc kính này. 8301 cộng số điện thoại, sale từ 350.000, sale chỉ còn 149.000 cho một chiếc kính Lacoste như thế này. Hai màu, màu rêu và màu đen nha mọi người. Mọi người comment cho Huyền, bây giờ Huyền sẽ chốt đơn trong vòng 10 phút thôi. Chốt đơn trong vòng 10 phút và kết thúc livestream công bố kết quả cho mọi người luôn nha. Mọi người đặt hàng sẽ comment cho Huyền 8301. 8301 cộng số lại màu rêu hoặc màu đen nha mọi người. Nam đeo được, nữ đeo được, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Chống tia UV chuẩn 400 nha mọi người. Chỉ trong 10 phút đầu tiên khi Huyền tham chơi mini game cho mọi người thì Huyền sẽ sale đến hơn 50% chiếc kính Lacoste này cho mọi người nha. Cực kỳ là đẹp luôn, trong là trong thủy tinh hữu cơ nha. Cực kỳ là bền, chống trầy, chống sức cho mọi người luôn. Thiết kế thì cực kỳ là đẹp rồi. Nam đeo, nữ đeo gì cũng được. Mọi người comment cho Huyền 8301 cộng số điện thoại nha. 8301 cộng số điện thoại cho một mẫu kính cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn như thế này, với giá là 149.000 nha. Và kính này Huyền sẽ tặng cho bạn nào trả lời đúng và xây ra kim về 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân nha mọi người. Một chiếc kính cực kỳ là đẹp ở bên shop Huyền sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn ngày hôm nay đây ạ. Rồi, mọi người ai chốt đơn thì comment cho Huyền mã 8301. 8301 cho mẫu kính Lacoste này nha mọi người. Cực kỳ là thời trang luôn. Bởi vì cái phần
gọng kính này, cái gọng ở nơi trong á là nó chỉ nằm một nửa như thế này thôi. So với những mẫu kính khác thì cái phần nó sẽ kéo dài hết phần trong kính, nhưng đối với kính Lacoste này nó chỉ là một nửa thôi nhá. Cực kỳ là thời trang luôn và cực kỳ là nhẹ luôn này. Cái phần gọng kính thì có khứa khứa như thế này rất là đẹp luôn ha. Khi mà chúng ta mang lên tai thì cảm giác cực kỳ là nhẹ tai luôn, không có bị cấn này là không bị đau tai đâu nhá. Mọi người sẽ comment cho Huyền mã của chiếc kính này là 8301 cho một mẫu kính cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn như thế này. Mọi người có thể là mua về cho mình mang để chống nắng, chống bụi hay làm kính thời trang. Và kể cả là chúng ta sẽ làm quà nha mọi người. Sắp tới 20 tháng 10 rồi, mọi người chưa lựa chọn được cho mình một món quà dành cho mẹ này, cho anh, cho chị, thì mọi người nên thêm cả qua những chiếc kính như thế này. Nó cực kỳ đẹp mà giá của nó thì rất là ok, đúng không ạ? Mọi người có thể là mua nhiều để tặng cho người thân của mình, bao nhiêu người thân cũng được, bởi vì giá của nó Huyền đang sale cho mọi người là 149.000, giá gốc là 350.000 một chiếc nha mọi người. Full nộp full can, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Hộp của nó là như thế này nha mọi người. Hộp của nó cực kỳ là sang luôn. Đây nha, thì sẽ bỏ vào cho mọi người xem nó sang như thế nào luôn, độ sang của nó như thế nào nha mọi người. Rất là đẹp luôn này. Đối với chiếc kính màu đen này thì nam đeo được, nữ cũng đeo được nha. À, nam đeo thì sang trọng, còn nữ đeo thì cá tính nhá. Chúng ta đi ô tô này, đi xe máy hay là đi đường đi bình thường thôi, hoặc là selfie, chúng ta cũng có thể sử dụng một chiếc kính như thế này. Nó có giúp được rất là nhiều, nó có rất là nhiều công dụng luôn. Mọi người sẽ comment cho Huyền là 8301 cộng số điện thoại nhé. Mọi người ơi, mọi người đang ở trong livestream, mọi người comment lên cho Huyền nha. Và trả lời câu hỏi ngày hôm nay, cái gì khó chơi nhất hả mọi người? Đàn gì khó chơi nhất đây? Đàn gì? Ui trời. Em nói là dính vào Huyền quá, em sẽ không chơi game luôn. Nếu như mà view thấp được, Huyền sẽ không chơi mini game nữa đâu nha mọi người ơi. Huyền sẽ bắt đầu bán kính luôn nha. Nên mọi người bạn nào mà muốn tham gia mini game và muốn được tặng quà bên shop Huyền thì mọi người nhanh tay comment đàn gì khó chơi nhất cực kỳ là dễ luôn nè. Hello anh Cường Quốc nha. Hello mọi người. Cái câu trả lời này nó có 4 chữ nha mọi người, có 4 chữ nè. Nên là mọi người comment đi. À, ít người chơi thì cơ hội chúng càng cao, nhưng mà ít người chơi quá là Huyền sẽ ngưng không chơi mini game cho mọi người nữa nha. Chơi mà ít người quá là không có vui, không hấp dẫn đúng không? Rồi, mọi người sẽ trả lời đàn gì khó chơi nhất hả mọi người? Một chiếc kính có giá 350.000 sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn ngày hôm nay sẽ livestream về trang cá nhân một lần và cộng thêm 10 lần vào 10 hội nhóm nhé. Không biết là bạn nào sẽ may mắn nhỉ? Nó có hai màu nha mọi người, màu đen và màu rêu nha. Màu nào thì nam nữ đều đeo được, không có phân biệt nam nữ gì hết trơn nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Khi mọi người sở hữu một chiếc kính cực kỳ là đẹp như thế này, chúng ta ra đường chúng ta rất là tự tin này. Và nó có khả năng chống nắng, khả năng chống nắng, chống bụi cực kỳ là tốt luôn, chống tia UV, chống 400 luôn nha. Nãy Huyền đã test cho mọi người xem thử rồi, bạn nào mà chưa được thấy thì mọi người comment, Huyền sẽ test lên lại cho mọi người một lần nữa nha. Một chiếc kính như thế này 350.000, bình thường giá shop bên Huyền là 350.000 và kể cả thị trường là từ 350 cho đến 400 luôn. Nhưng trong livestream này Huyền sale cho mọi người đến giá là còn có 149.000 thôi, cực kỳ là rẻ luôn, nhân ngày 20, sắp tới ngày 20 tháng 10 nha mọi người. Bạn nào đang muốn tìm quà cho mẹ này, cho vợ, cho người yêu hay cho em gái, cho chị gái của mình thì mọi người có thể tham khảo qua mẫu kính này nha. Kính Lacoste full đồ full ngăn, bảo hành 3 tháng, cực kỳ là đẹp luôn nha. Rồi, Huyền sẽ lên một mẫu kính khác nữa cho mọi người nha. Nếu như mà bạn nào thích chiếc kính Lacoste này, mọi người comment cho Huyền là 8301 màu rêu hoặc là màu đen để chốt đơn nhé. 350.000 sale dream về trang cá nhân ở chế độ công khai sẽ mua được với giá là 149.000 một chiếc nha mọi người. Rồi, Huyền qua một mẫu kính mới này. Có bạn nào đang trong livestream muốn tham khảo qua mẫu kính nào để phù hợp với khuôn mặt của mình, hay là thích kính tròn, kính vuông hay là kính tròng như thế nào thì mọi người cứ comment, Huyền sẽ lên mẫu kính cho mọi người tham khảo nha. Đây là một mẫu kính cực kỳ là bán chạy bên Huyền luôn nè. Mẫu kính này, chào bạn Dương Thảo nha. Hello mọi người. Đối với cái kính, cái này là trong bolero à?
Bây giờ mình sẽ lên một mẫu kính này. Nam đeo được, nữ đeo được, hãng Porsche là hãng kính cực kỳ là tốt bên shop Việt nha. Đây nha mọi người, cặp kính này là kính Porsche, trong kính là bằng Polaroid nha. Còn phần ở trên trong kính có chữ Porsche là hàng thể thao, kính thể thao nha mọi người. Nam đeo được, nữ cũng đeo được luôn. Phần cầu kính được kết hợp giữa màu đen và màu trắng, cực kỳ là sang trọng và lịch lãm luôn. Nam đeo thì sang, nữ đeo thì cá tính nha mọi người. Gọng kính được kết hợp giữa cầu kính được kết hợp giữa cầu kính ngang và một chiếc cầu kính ngang như cong nhỏ phía dưới, cực kỳ là đẹp luôn thiết kế của nó. Tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đâu mọi người. Ở phần gọng kính thì nó kết hợp cả một miếng cao su ở đây nha, có chữ Porsche ở trên màu vàng này, chữ nổi màu vàng Porsche ha. Còn phần gọng kính của cuối cũng có kết hợp màu nhựa luôn. Mua hai cái Ray-Ban bớt còn 300 được không ạ? À? Ray-Ban là cái nào đây? 350 hả? Lên nữ đi em yêu rồi, ok chị Linh Nguyễn nha, mua hai cái Ray-Ban. Ray-Ban là cái này hả bạn ơi? Ray-Ban này có giá là 350 nha. Đúng rồi. 350 đúng rồi. Kính này là 350 nha chị ơi. Mua hai cái, bên em đã sale 700 xuống còn 350 nên là bên em không bớt được nữa nha chị ơi. Cái này là 350 một cái nha chị Liên ơi. Lên nữ đi em yêu, ok nè. Rồi bây giờ mình lên nữ cho mọi người nha. Bây giờ Huyền sẽ sale kính cho mọi người. Kính 300 ngàn sale chỉ còn 99 ngàn nha. 99 ngàn cho một mẫu kính nữ này như thế này nha mọi người. 300 ngàn sale chỉ còn 99 ngàn. Chỉ còn đúng 10 chiếc cuối cùng thôi nha mọi người. Chỉ còn đúng 10 chiếc cuối cùng thôi cho chiếc kính á. Này. Kính này là hãng á. Rồi đợi Huyền tí nha. Đây nè, rồi mình lên kính nữ cho mọi người xem nha. Mẫu kính Gucci đầu tiên, Gucci này thì có hai màu luôn nhé. Gucci này có hai màu là màu đen và màu nâu nè. Mua hai cái tính 300, không được chị Liên ơi, bên em đã sale hết như vậy rồi nên là không có sale được nữa nha chị Liên ơi. Nên là 350 ngàn một cái là cực kỳ rẻ rồi. Shop em mình thường bán 700 ngàn nhưng bây giờ sale chỉ còn 350. Nên là mua hai cái cũng không bớt được nha chị ơi. Chị thông cảm nha, kính bên em là bảo hành cho mọi người luôn nên là mọi người yên tâm về chất lượng nha. Bây giờ mình lên kính nữ cho mọi người xem này. Rồi kính Armani à. Em đang kích thảm dục dưới em để gì nó rối lắm. Em để dưới này. Dưới đây có bàn này không? Kính hai màu. Em lấy cái gì? Có hai màu đúng không? Màu trà với màu tím. Em chào anh Quang Trung nha, chào Mộc Long này. Hello mọi người. Rồi kính Armani này có giá là 300 ngàn. Bây giờ mình sale cho mọi người xuống 99 ngàn nha. Chỉ còn 10 chiếc thôi, có màu đen và màu tràm. Đây là kính nữ nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp và rất là sang, nó cực thiết kế của nó cực kỳ đơn giản nhá. Nó có màu đen và màu trà. Nên là mọi người comment cho Huyền mã của chiếc kính này, Huyền sale up cho mọi người luôn, đó là 643. 643. Có hai màu nha mọi người, màu trà cũng đẹp và màu đen cũng đẹp. Kính này là 300k. Bây giờ bạn nào sale stream về trang cá nhân và comment cho Huyền mã là 643 sẽ mua được chiếc kính này với giá là 99 ngàn nha. 99 ngàn, mua hai cái rồi ban 300 ngàn một cái. Chị Liên ơi, 350 ngàn một cái nha chị ơi. Và như vậy là bên shop em đã sale cho mọi người đến 50% rồi nha. Nên là mọi người vui lòng cầm mua cho Huyền với giá Ray-Ban là 350 nhá. Full nộp full khăn bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Riêng chiếc kính 99 ngàn này vẫn có hộp khăn cho mọi người. Yên tâm nha mọi người, 300k Huyền sale chỉ còn là một còn 99 ngàn một chiếc này. Mã là 643, hai màu là màu trà và màu đen nha. Cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người ơi. Kính này là Armani nha. Phần này thì nó có biểu tượng của nó này. Đây ha. Chữ V kép nè. Phía gọng kính cũng có một đường sọc màu vàng như thế này. Lúc chiều ai chia sẻ nhiều về chị? Lúc chiều chị túc túc like, chị không biết nữa em ơi. Có gì đó thì có chị chút lúc nói cho em. Khi nào mà chị túc like thì em lên hỏi chị túc nha. Rồi, kính này mọi người nhớ dùng Huyền là có hai màu nha.
300k sale chỉ còn là 99k một chiếc. Kính cực kỳ là đẹp luôn ha. Kính này nó cùng bảo vệ mắt là chống tia UV chuẩn 400, có khả năng bảo vệ mắt tránh khỏi ánh nắng mặt trời ha. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người luôn ạ. Chính kính này là 300.000, sale chỉ còn 99.000, chống tia UV chuẩn 400 và có hai màu là màu đen và màu chàm cho mọi người, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. À, kính này không chỉ nữ đeo được mà nam cũng đeo được nha. Phần trong kính của nó thì tương đối nhỏ nên là khi chúng ta mang lên mắt cảm giác nó là không có bị thô hay là to đâu ạ. Nên là những bạn nào mà khoảng tầm 15-16 tuổi vẫn mang được kính này, hay là những người lớn vẫn mang được nha. Kính này thì nó rất là gọn nên là nam nữ đều đeo được ha, đặc biệt là nữ luôn. Em chào David Phương nha. Hello David Phương nè. Rồi, mọi người em sẽ lên một mẫu kính nữ khác nữa cho mọi người nha. Bạn nào thích chiếc kính này màu trà hay là màu đen thì mọi người comment cho Huyền là 643 643 cộng số điện thoại nha. 300k sale chỉ còn 99k một chiếc nhé. Hello anh Phương, anh Phương ơi, anh Phương có kính chưa? Anh Phương chưa có kính này, anh Phương mua kính ủng hộ cho mình nha. À, em đổi một cục đây nè. Anh Trường Hoàng ơi, anh Trường Hoàng có kính chưa? Chưa có kính thì muốn mua kính như thế nào thì comment Huyền sẽ tư vấn kính cho anh Hoàng nha. Bây giờ Huyền lên một mẫu kính nam khác cho mọi người nữa nè. Đây là kính Foster và đây là hàng kính mà bên Huyền bán cực kỳ là chạy, nam cực kỳ là thích luôn nha. Mọi người có thể cái phần gọng kính này, nó có thể bẻ ra bẻ vô như thế này mà không trở gãy luôn, cực kỳ là xịn luôn nha. Ở phía sau, trong tròng kính được tráng một lớp nano chống chầy chống sức nha mọi người. Cầm em bị dính gì đó, em bị bầm mà anh ơi, bị té. Còn trong kính là tròng bolero ha. À, gọng kính nó cũng kết hợp một phần cao su ở phía dưới này. À, có cả hình viên đạn ở cuối cùng. Khi mà chúng ta mang lên nó có cái phần cao su này, nó có thể chắn này, nên là không gây cảm giác bị đau tai hay ê tai đâu. Mang rất là đẹp luôn. Màu đen kết hợp với màu vàng thì cực kỳ là sang trọng luôn ha. Đây là dòng kính thể thao, nam đeo được, nữ cũng đeo được, và đặc biệt là nam nha. Anh nam mà chưa có kính mà đang muốn mua kính thì có thể tham khảo qua dòng kính này, bởi vì kính này nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. À, chạy xe máy, ô tô gì mang cũng sang hết. Mà đi chơi bình thường mang lên cũng hơi bị ngầu luôn nha. Đây, hộp phát trơ của nó là như thế này nhá. Kính này là full hộp, full căng và bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Anh Phương ơi, anh Phương có kính chưa? Rồi mọi người nhìn nè, hộp của chiếc kính này là hộp như thế này nha. Cực kỳ là thể thao luôn, anh có rồi nhưng anh muốn đồng hành cùng em. Vậy thì mua ủng hộ cho Huyền thêm nha. Anh muốn mua kính như thế nào? Rồi, mẫu kính 8530 này là mẫu kính bán chạy nhất bên shop em. À, 700.000, sale chỉ còn là 350.000. 350.000 cho một mẫu kính như thế này. Giá thị trường là từ ít nhất là từ 700 cho tới 750 một cái nha mọi người. Cực kỳ là đẹp luôn, trong là trong bolero, chống tia UV chuẩn 400 cho mọi người luôn ha. Mã kính là 8530 nha. À, 8503. Mã kính là 8503 nha mọi người. Kính này thì riêng nam đeo cũng ngầu mà nữ đeo cũng đẹp nữa. Bao nhiêu em? Anh David Phương ơi, kính này là 700k. Nay Huyền sale chỉ còn là 350.000. Cho bạn nào xem livestream về trang cá nhân nha. Full hộp, full can, bảo hành 3 tháng cho mọi người. Mọi người mua hàng bên shop Huyền là sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Hộp của nó là như thế này ha, cực kỳ là sang luôn. Có dòng chữ Porsche ở đây, mọi người mang đi thì rất là tiện lợi luôn ha. Có phần xốp là khi chúng ta bỏ kính vào trong là không có gây xước kính hay là bị vỡ kính nhá. Trong bolero chống chày chống sức và chống tráng thêm một lớp nano ở phía trong nha mọi người. Chiếc kính này thì cực kỳ là thời thượng luôn. Nó là có khi mà đeo cái kính này lên thì trông chúng ta cực kỳ là sang chảnh. Nam đeo cực kỳ là quý phái và lịch lãm, nữ mang thì cực kỳ là cá tính và cực kỳ đẹp luôn ha. Kính này thì mang váy hay là mang quần áo hay là mang đồ gì chúng ta cũng mang được. Mang áo phông cũng được, mà mang sơ mi đóng thùng hay là mang vest cực kỳ là sang luôn ha. Phối hợp với quần áo nào thì nó cũng toát lên được một vẻ đẹp riêng.
Nên là mọi người bạn nào chưa có kính thì nên comment. À, mọi người sẽ comment cho Huyền Mã 8503 và xây livestream về trang cá nhân để mua được chiếc kính này với giá là 350.000 nhá. Lúc nãy Túc Túc nói cây đó 300.000, cây này là giá 350 nha anh ơi. Anh thử kiểm tra lại xem em. Xem cho em xem có phải là mã 8503 là 350 không ạ? À? Không có giá 300 nha anh, chỉ Túc Túc trước giờ. Và em là bán đều xây 50 cho mọi người là 700, chỉ còn 350 chứ không có xây 300 nha anh. Anh Vương có thể là kiểm tra lại nhé. Chiếc kính này bên mình là 350, 700 là sale chỉ còn 350 nha. Anh kính này thì Túc còn nhiều nói 300 mà làm gì có đúng không? Đâu có đâu. 8503 trước giờ là 350. Anh lộn đến đâu rồi đấy. Anh Phương ơi, có khi là anh Phương nhầm kính khác rồi anh Phương. Chứ không có giấy đó đâu. Riêng cái mẫu voucher 8503 này nè, bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn. Bây giờ gần hết hàng rồi, chỉ còn mấy cái thôi. Nên là sale cho mọi người với giá là 350 nha. Trước giờ chỉ bán giá là 1 là 700 và 2 là 350. Chưa khi nào là bán 300 nha anh Phương ơi. Anh Phương có khi anh Phương nhầm quay kính khác á. Cái này đẹp và xịn lắm nha anh Phương. Anh Phương mua cái này đi. Anh Phương mang mà chắc đẹp lắm luôn á. Đàn em mà mang cái này cực kỳ là đẹp luôn. Em nếu như mà không hợp, không đẹp là quay đây tìm Huyền nha anh Phương. Kính này là bên Huyền bán cực kỳ là chạy cho nam luôn. Đây là dòng kính bán chạy nhất bên shop Huyền nha. 8503. Mẫu này còn có mã 8503 VIP là giá 450 nữa nè. Đây nha anh Phương. Anh Phương cứ tham khảo đi. Nhưng mà Huyền thấy thì trong những mẫu kính ở bên Huyền Việt Nam ưa chuộng mẫu kính này nhất và bán cực kỳ là chạy luôn. Đây có mẫu 8503 VIP nữa này, anh đang xem cây nào đẹp anh lấy nào. Ok anh Phương nha. Nếu như anh Phương muốn lấy sang hàng hot, hàng xịn hơn thì anh nên lấy 8503 VIP này. Nó thì đi ngày đi đêm đều được. À, mặc dù nó là trong kính hay là cái gì cũng tương tự với 8503 nhưng nó xịn hơn và đẹp hơn á. Phần trong kính nó to hơn này và nó có khả năng đi ngày đi đêm luôn. Còn kính 8503 này nó chỉ đi ngày thôi, đi đêm không được bởi vì nó tráng một lớp nano và nó màu đen. Còn riêng chiếc 8503 VIP này thì anh đi ngày đi đêm gì cũng được nha. Màu đen nhưng mà đi ngày đi đêm gì cũng được. Mọi người chỉ cần comment là 8503 VIP cộng số điện thoại rơi nhá. Nó chống tia UV chống 400 nên có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Mọi người đi dưới ánh nắng mặt trời bao nhiêu độ C đi nữa thì mắt của các bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng và nó không bị mờ mắt đâu. Ví dụ chúng ta mang những chiếc kính bình thường không có khả năng chống tia UV thì ra đường một rồi là mắt của chúng ta sẽ bị mờ hay là bị đỏ nhá. Nó mặc dù là có khả năng chống bụi nhưng không thể chống được ánh nắng mặt trời. Đối với những chiếc kính như thế này thì nó bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Mọi người tha hồ ra đường mà không sợ là mắt mình bị hỏng hay là gì hết. Em chào anh Hương Seven nha. Giá của chiếc kính 8503 VIP này là 900k. Full nộp full khăn bảo hành 3 tháng. Xây là trên về trang cá nhân. Về cái mẫu 8503 VIP này bên mình chỉ còn đúng 3 chiếc thôi. Sẽ sale chỉ còn là 450.000 một chiếc. Cho mọi người full nộp full khăn bảo hành 3 tháng. Mọi người mua hàng kiểm tra hàng rồi thành ngân khi rồi hãy thanh toán tiền cho bên shop Huyền nha. Mọi người sẽ cầm ban cho Huyền mã của chiếc kính này là 8503 VIP hả? Ok, hơn 7 họ giá bao nhiêu? 8503 VIP này là 450 nha anh Hương ơi. Anh Hương lấy chiếc kính này đi. Bên shop Huyền chỉ còn có 3 cái thôi nè. Còn chỉ có đúng 3 cái duy nhất mẫu kính này thôi. Kính này là không biết được sao có về nữa không. Nhưng mà bên Huyền bây giờ chỉ còn tạm còn là 3 chiếc thôi, giá của nó là 900.000, sale up chỉ còn là 450 thôi nha. Mang mà không đẹp không ngầu qua đây tìm Huyền. À, không hề bị bong chóc đâu anh ạ. Không hề bị bong chóc nha. Kính này cái màu vàng này là nó không có bị bong chóc gì đâu. Và cả phần cái hình viên đạn ở phía dưới cũng vậy luôn. Cái mịn đẹp hả? Anh Phương ơi, anh Phương lấy cái kính này đi. Theo Huyền thì hai dòng kính 8503 này, 8503 cũng đẹp mà 8503 VIP cũng đẹp nha. À, riêng cái 8503 này thì nó trẻ trung hơn, nhưng mà 8503 VIP này thì nó sang trọng hơn nha. Nó sang hơn so với 8503.
À, mỗi cái thì đẹp một kiểu, cái này thì trẻ trung năng động, còn cái này thì lại lịch lãm sang trọng nhá. Này thì bao ngầu bao trẻ luôn. Này thì mang thì nhìn rất là ngầu ha. Anh Hương, anh Phương đã chọn được cho mình chiếc kính này chưa? Hay là mình sẽ lên cho mọi người xem mẫu kính mà dạng kính nhất tròng vuông ha. Kính tròng vuông thì cũng có dòng kính Butcher như thế này. Em cảm ơn anh Phương đã khen mọi người nha. Rồi ok anh Phương. Nếu như mà mọi người có gương mặt nhỏ này, không tròn nữa, gương mặt nhỏ hay là gương mặt vuông, mọi người có thể tham khảo qua những dòng kính vuông như thế này ha. Trong của nó là trong kính vuông, nên là những bạn nào mà mặt nhỏ thì mang cái này cực kỳ là hợp luôn. Này cũng tương tự nha, giá của chiếc kính này cũng là 350 luôn. Mã là 8814 nhá. 8814 cho mẫu kính này. Em chào Tổng thống Osama. Osama ơi, anh đã có kính chưa? Chưa có kính thì vào đây xem livestream và cùng với Huyền lựa cho mình một chiếc kính cực kỳ là đẹp nha. Đối với dòng kính này thì nó lại là tròng kính vuông ha, mang rất là ngầu, giống như là xã hội đen gì đó. Đó. Phần gọng kính thì nó là kết hợp một phần giống như là gỗ ép nhá. Có dòng chữ Butcher ở đây và dòng chữ Butcher ở đây luôn. Ở phần này cũng kết hợp là nhựa, khi mà chúng ta mang lên thì sẽ không đau. Có loại nào tốt hơn không em? Riêng dòng tốt nhất ở bên em chống chày, chống xước này, có khả năng bảo vệ mắt tốt nhất là kính 8503 VIP này anh nhá. 8503 VIP này thì nó đi ngày cũng được, đi đêm cũng được. Là dòng kính đắt nhất bên em là 900.000 nhá. 900.000 cho một mẫu kính như thế này anh nhá. Hello chị Túc Túc. Nếu như mà dòng kính này mà khâu xịn á thì không có dòng kính nào xịn hơn nữa đâu anh. Em đảm bảo với anh luôn, kính này mà anh mang là anh chỉ có hài lòng trở lên thôi. Rất là đẹp và cực kỳ là sang, cực kỳ là bền luôn. Nó có khả năng là chống chảy, chống sức cực kỳ là tốt nhá. Chống tia UV chuẩn 400, bảo vệ mắt cực kỳ là tốt khỏi ánh nắng mặt trời luôn. Đây, em đeo được, nam nữ gì đeo cũng được nha. Như em là con gái mặc em nhỏ nhưng mà đang mang cũng đẹp nè. Anh nào mà mặt bự bự hơn một chút thì mang bao đẹp luôn ha. Cái này thì nó sang trọng lịch lãm, còn cái này thì nó trẻ trung và cực kỳ là ngầu nè. 8503 á. Có một màu này à em? Riêng 8503 VIP nó chỉ có một màu này. Và bên shop em hiện tại chỉ còn là 3 cái thôi nhá. Dòng này là dòng cực kỳ là hot và được rất là nhiều người ở chuộng, bên em bán cực kỳ là chạy những hàng này. Mẫu màu đen ngầu ngầu. Ok anh ô Tổng thống Osama nha. Đối với dòng ngầu thì anh nên chọn cho mình là 8503, 8503 anh nhá. Đây nè, 8503 nha. Dòng này thì nó đen và cực kỳ là ngầu và cực kỳ là trẻ trung luôn này anh Tổng thống ơi. Anh Tổng thống thấy có thích cái này không? Riêng 8503, hai hàng 8503, 8503 thường và 8503 VIP. Cái này là 350, còn cái này là 450. Cái này đi ngày đi đêm đều được này. Em xinh đẹp rồi đeo gì mà chả đẹp. Em cảm ơn anh Phan Tuấn nha. Anh Phan Tuấn đã có kính đẹp cho mình chưa? Chưa có thì cầm mân đi rồi sẽ tư vấn kính cho anh nha. Em chào anh Thắng này, không mệt nha. Rồi nè, mọi người có thể là nếu như mà thích dòng này á, dòng này đi ngày đi đêm thì cũng được. Còn cái này thì đi ngày thôi, nhưng cái này thì nó sẽ là ngầu hơn và trẻ trung hơn, năng động hơn nhé. Còn cái này thì sang trọng và lịch lãm nhé. Anh Tổng thống Osama ơi, chiếc kính này có giá là 350.000 nếu như anh xây livestream về trang cá nhân nhé. Hộp của chiếc kính là nó như thế này này anh, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn ha. Anh nhìn cái hộp của chiếc kính này, nếu mà nó không đẹp, không gian là em hoàn tiền cho anh gấp 10 lần luôn. Và được bảo hành 3 tháng. Khi mà bên em ship hàng cho anh thì anh có quyền là kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhá. Cái này là 350 nha anh Bùi Dược ơi. 350 nha. Không có anh Hưng, nó chỉ có một màu thôi. Cái màu đen em đang đeo là mã là 8503. 8503 cộng số điện thoại của anh nhá.
Giá của nó là 350.000 nếu như anh xây livestream nha. 700k chỉ còn 350 thôi nha anh tổng thống ơi. Bọn anh Hương ơi, riêng 8503 VIP thì nó chỉ có một màu như thế này. Bởi vì nếu mà nó màu khác thì nó sẽ không đi đêm được, chỉ đi ngày được thôi. 8503 nha anh. 8503 nha anh tổng thống ơi. Anh Bùi Được ơi, anh Bùi Được có thích chiếc kính này không? Riêng về dòng Porsche ở bên Huyền, hộp của nó là như thế này nha. Riêng dòng Porsche là dòng kính thể thao, bán cực kỳ là chạy và được rất là nhiều nam. Anh nam tin mua dài ha, kể cả nữ cũng rất là thích luôn, bởi vì nó rất là phong cách. Khi mà chúng ta mang áo thun hay là mang đồ vest hay là mang sơ mi đều mang được. Anh Bùi Được ơi, nếu như mà ship thì khoảng tầm 20.000 đến 30.000 anh nhá. Huyền đang sale cho mọi người đến 50% đối với những bạn nào mà sale livestream về trang cá nhân. Chỉ còn là 350.000 một cái. Mọi người được bảo hành 3 tháng và được quyền kiểm tra hàng với thanh toán tiền. Nên là bên Huyền đã sale cho mọi người nên là không thể bao ship được. Nếu như mà bao ship là giá mua hóa đơn trên 500.000 thì bên Huyền sẽ ship cho mọi người nhé. Bao ship cho mọi người luôn. Sau kính bước chơi này chỉ còn mấy cái thôi, còn 8503 VIP thì chỉ còn 3 cái thôi nhá. Mọi người nếu như ai thích chip này thì comment cho Huyền là 8503 cộng số điện thoại của mình. Còn đối với chiếc kính mà đi ngày đi đêm đều được thì là 8503 VIP nha. Rồi ok, em chúc cho anh Đinh Tuấn Mạnh một chiếc 8503 này. Riêng dòng 8503 này chỉ còn mấy chiếc thôi nha mọi người. Xin quá mà. Em cảm ơn anh Đinh Mạnh Tuấn nha, cảm ơn anh. Rồi anh Mạnh Tuấn khi nào mà nhận được kính bên Huyền thì anh Mạnh Tuấn nhớ lên livestream và cho Huyền feedback nha mọi người. Rồi mọi người ai còn thích chiếc 8503 này nữa thì mọi người nhanh tay chia sẻ livestream về trang cá nhân và comment cho Huyền 8503 cộng số điện thoại để chốt cho mình một chiếc kính cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang như thế này nha. Còn đối với dòng 8503 VIP này thì anh nào thích cái vẻ đẹp là sang trọng lịch lãm thì mọi người đeo chiếc kính này nhé. Anh Được ơi, anh Được đã chọn được cho mình chiếc kính không? Kính ở bên em là bao xịn cho mọi người luôn, bảo hành 3 tháng cho mọi người và mọi người có quyền là mua hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền nha. Anh Thư kìa, anh Thư xe banner cho em xin mã số là 8503 kèm theo số điện thoại nha. Anh Hương ơi, anh Hương cho Huyền xin thêm mã số của chiếc kính cộng với số điện thoại trên một hàng để Huyền chốt đơn cho anh Hương nha. 8503 cộng số điện thoại nhá, 350.000, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang cho một mẫu kính Porsche thể thao luôn. Chân em chào anh Trọng Di nhá. Anh Trọng Di ơi, Trọng Di có kính chưa? Chưa có kính, muốn mua kính như thế nào thì cảm ơn Huyền sẽ tư vấn kính cho anh Di. Bên Huyền là ship hàng toàn quốc cho mọi người, được kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Rồi ok, em chúc cho anh Hương 7 một chiếc kính 8503 này, 350.000 cho một mẫu kính bao sang bao đẹp bên shop Huyền luôn nha. Vời em ơi, sao bao nhiêu không? Hả? Sao bao nhiêu tiếng nói nãy giờ? Chút rồi. Thì có chừng này, người xem họ mua. Rồi Huyền lên một mẫu kính khác cho mọi người, giá của nó ok. Giá của nó là 350, nay thì Huyền sale cho mọi người là 149k nha. Dòng Lacoste này thì có hai màu là màu đen và màu trà. Riêng màu trà đi ngày cũng được, đi đêm cũng được nha. 300k sale chỉ còn 149k nha mọi người. Hãng kính Lacoste này, riêng dòng Lacoste này thì comment là L35. L35 cộng số điện thoại cho một mẫu kính Lacoste này nhá. Em chưa thấy của anh Tổng thống ơi. Anh Tổng thống comment lại cho Huyền nha. Mã chiếc kính là 8503 hoặc là 8503 VIP cộng số điện thoại nhá. Anh đặt là mẫu nào? 8503. Rồi ok, em thấy của anh Tổng thống rồi nè. À khi nào anh Tổng thống nhận được hàng đó thì anh Tổng thống nhớ lên Facebook cho Huyền feedback nha. Và đặc biệt mọi người có quyền kiểm tra hàng và được bảo hành 3 tháng. Nếu như mà hàng có lỗi hay là gì thì mọi người cứ liên hệ tới tới trang page của shop Ellie, mắt kính Ellie để bên em sẽ giải quyết cho mọi người. Nên là những cái vấn đề mà kính lỗi hay là bị gì á thì mọi người cứ nhắn tin bên em sẽ giải quyết hết cho mọi người luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên một dòng kính cuối cùng cho mọi người, đó là dòng kính Lacoste. Riêng Lacoste này nam đeo được, nữ đeo được, giá của nó là 300k. Sale livestream về trang cá nhân mua với giá là 149k. Sale sập sàn cho các anh các chị trong livestream này luôn. Nó thì có hai màu như thế này. Ok anh Tổng thống nha, nó có hai màu như thế này nha mọi người, màu đen và màu trà. Riêng màu trà đi ngày đi đêm cũng được,
Hộp của nó là hộp như thế này ha. Phun hộp, phun khăn và cũng bảo hành cho mọi người luôn. Riêng dòng trà này thì nữ đeo cực kỳ là xuất luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Phần đây, phần trong kính thì có chữ Lacoste và có hình con cá sấu là biểu tượng của hãng Lacoste nhá. Con gọng kính nó cực kỳ là đẹp luôn nè mọi người, phối hợp giữa màu đen và màu vàng, rất là sang trọng luôn. Đây, ở phía dưới cũng có nhiều là khi mà chúng ta mang vào sẽ không bị đau tay nhá. Rồi ok, em chốt cho anh Tổng thống thêm một cái L35 nha. Tối mấy giờ like nữa vậy em, anh Di ơi? Tối là 7:45 nha, em 19 tuổi thì đeo mẫu nào hợp? À, sư muội ơi, nếu như em 19 tuổi thì chị khuyên em riêng gọng kính chị đang mang trên đầu này nè, nó chỉ có giá là 149.000 thôi. Có hai màu là màu rêu và màu đen nha. Kính này thì nó nhỏ và gọn hơn màu trà em nhé. Rồi ok anh Tổng thống này, riêng kính đó là nam nữ đeo đều được, màu trà lấy đi ngày được, đi đêm cũng được nha. Em tham khảo qua những mẫu kính như thế này mùi ơi. Đây nè, màu đen và màu trà. Dòng kính Lacoste là dòng kính mà nó có giá, mức giá trung bình nhưng mà cực kỳ là xịn luôn. Nó có khả năng chống chảy, chống xước nha. Trong là trong thủy tinh hữu cơ nha mọi người. Riêng về dòng Lacoste trong to hơn thì nó có hai màu là màu đen và màu trà này nha. Riêng màu trà là đi ngày đi đêm đều được. Ok anh, ok anh Tổng thống nhé. Có hai màu này. Còn nếu như em muốn thời trang hơn, trẻ trung hơn thì em sẽ lấy qua dòng Lacoste mà chỉ có nửa chồng như thế này thôi nha. Dòng này thì nó có hai màu nha em. Hai màu, nếu như theo chị thì dòng này nó sẽ phù hợp cho em hơn. Bởi vì em là gái mà em là còn trẻ nữa. Chị thấy avatar thì nhìn em vẫn còn rất là trẻ luôn, ngang lứa với chị á. Thì em sẽ đeo những mẫu như thế này. Trong của nó nhỏ này, trong của nó nhỏ và thời trang, cực kỳ là thời trang luôn. Cái phần vành của nó chỉ đến đây thôi. Gọng kính thì cực kỳ là sang trọng, cực kỳ là đẹp luôn. Nó thiết kế có cái phần khứa như thế này và kết hợp giữa màu rêu, màu đen và màu vàng, rất là đẹp, phối hợp màu cực kỳ là chuẩn luôn. Chị đeo màu rêu cho mọi người xem nha. Riêng dòng này thì nam đeo được, nữ cũng đeo được nhá. Đây là màu rêu ha mọi người. Nếu như là kính màu rêu thì cực kỳ là mới. Nó cái màu này là màu dành như là màu rất là hiếm á. Kính mà kính phù, bình thường thì kính sẽ có màu đen và màu trà, màu nâu là chủ yếu. Nhưng mà kính màu rêu này thì nó cực kỳ là hot nha mọi người. Nữ đeo cực kỳ là đẹp, kính này là chị cũng có này, chị cũng mang. Còn màu đen thì nam đeo cũng đẹp, nữ đeo cũng đẹp. Nhưng mà nữ thì theo chị là chúng ta nên chọn cho mình màu rêu. Rêu này là rêu đậm nha mọi người. Trong của nó là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống xước luôn. Và chống tia UV, chống 400 luôn nhá. Em cảm ơn anh Bình Lê, anh Minh Lê. Mà anh Minh Lê đã có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho mình nha. Sắp tới 20 tháng 10 rồi. Mua kính cho mình, mua kính cho vợ, mua kính cho người yêu. Để cùng chúng ta cùng đi chơi lễ nha. Đây ha, mọi người nhìn nè, cực kỳ là đẹp luôn. Và nó có khả năng chống tia UV, chống 400 luôn nhá. Bạn nào mà thích selfie thì cũng nên lựa chọn cho mình một chiếc kính để về selfie ha. Rất là đẹp luôn nè. Mã của chiếc kính này là 8301 nha. 8301, còn hãng Lacoste trong to hơn thì là L35, có hai màu là màu trà và màu đen. Còn riêng 8301 này thì nó có màu rêu và màu đen nha mọi người. Bây giờ mình lên một kính xe cuối cùng cho mọi người nha. Có kính ốp không chị? Kính ốp là kính gì vậy? Kính giáp á. Kính ốp là kính gấp á, đúng rồi. Kính giáp em. Em chào anh Vũ Trọng nha. Anh Quyền ơi, anh Quyền, Vũ Trọng Quyền hả? Anh Quyền đã có kính chưa? Chưa có kính thì tham khảo kính và mua kính ủng hộ cho Quyền nha. Nè Tú ơi, có phải là kính này không em? Tú Ruby ơi, em hỏi kính này phải không? Hay kính là kính gì? Hả? Kính thì con ốc hả? Không. Kính nó là kính gì trời? Ok anh Tổng thống này, em chốt cho anh Tổng thống một cái 8503 đen và một cái L35 màu chè rồi nha. Anh Quỳnh ơi, anh Quỳnh có kính chưa? Đấy, nếu mà về dòng kính gấp thì bên Huyền có kính này nha. Màu của nó là màu trà ha. Kính này là hãng Ray-Ban, 250.000 một chiếc nha.
Nó có khả năng gấp lại và bỏ trong một chiếc hộp bé bé xinh xinh như thế này. Em hay chị vậy? À em nha anh Hoàng ơi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng có kính chưa? Chưa có kính thì tham khảo qua những bộ kính bên Shop Huyền nha. Đây này Tú ơi, kính này thì tròng của nó là tròng thủy tinh nha. Ok anh Cường nè. À tròng kính này là tròng kính thủy tinh nha Tú ơi, cực kỳ là đẹp luôn, nam đeo cũng được, nữ đeo cũng được. Mà em mua kính này về tặng cho bố hay cho mẹ thì cực kỳ là sang luôn. Bởi vì kính này có khả năng gấp lại như thế này, nó cực kỳ là vip luôn à. Gấp lại nhỏ như thế này thôi nha. Bỏ vào phía trong nè, đó rất là sang đúng không? Hãng của nó là hãng Ray-Ban, chống tia UV chống 400 luôn. Hộp của nó như thế này nha, bao đẹp và bao sang cho mọi người luôn nhá. Kính này cũng là kính nem nha anh Cường ơi. Nếu như mà anh Cường thích kính xịn hơn, kính đẹp hơn thì anh Cường tham khảo qua hai mẫu kính vừa nãy mình vừa lên. Ok anh Vũ Trường này, không hợp anh đổi mẫu khác được nhé. Anh ở đâu anh? Anh Tổng thống ơi, bao đẹp cho anh luôn nha. Nếu như mà không hợp là ok đổi mẫu cho anh luôn, nhưng mà anh chịu phí ship là được nhá. Rồi bây giờ anh Cường ơi, anh Cường nếu như thích mẫu xịn thì anh Cường nên tham khảo qua dòng 8530 nha. 8530 thì nó có hai màu, à, có hai mẫu, đó là 8503 thường và 8503 vip. Anh đổi L35 lấy cái đó được không? Được nha anh Tổng thống ơi, được nha. Vậy anh lấy cái gấp này đi anh Tổng thống ơi. Anh cầm anh cho Huyền là kính gấp nha, kính gấp dùm Huyền nha, kính gấp nha anh. Rồi về cái mẫu kính 8530 này anh Cường ơi, ok anh Tổng thống nè. Ok, à, màu của kính gấp thì chỉ có một màu là màu chè thôi nha. Cà mau hả? Rồi ok anh. Nếu như mà không hợp thì anh giữ kính và chỉ cần thanh toán tiền ship thôi, bên em sẽ đổi cho anh nhé. Mẫu kính gấp này này, mẫu kính gấp này có bạn nào lấy nữa không? Anh Tuyền Vũ ơi, cái nào anh Vũ, cái Huyền đang cầm hay là cái đang trong hộp này anh Tuyền ơi? Anh Tuyền Vũ ơi, cái nào đây? Riêng về cái này nó chỉ có một màu là màu đen thôi, nhưng mà có hai mẫu đó là 8503 thường. Đối với dòng này thì nó là sang trọng, năng động, ngầu, rất là ngầu luôn. Còn đối với dòng 8503 VIP này thì nó sang trọng và lịch lãm hơn. Cái này là dòng 8503 nhá. Mắt mèo rồi, ok Tú Ruby, đợi chị tí, chị lên cái mắt mèo cho Tú nha. Cái này là 8503 này anh Tuyền Vũ ơi. Riêng về kính này thì bao đẹp, bao chuẩn cho mọi người luôn nha. Kính này bên Huyền bán chạy lắm. Còn dòng này là 8503 VIP, cái em đang đeo đúng không? Cái này là nó chỉ có một màu đen thôi nha anh. Trong của nó là tròng bolero và chống chầy chống xước, ở phía trong được tráng một lớp nano nè. Chống chầy chống xước luôn nha mọi người, gọng kính chúng ta có thể bẻ ra như thế này mà không sợ gãy luôn. Riêng dòng kính này là kính thể thao, hãng Quatcher nha. Hộp của nó là như thế này nè anh Tuyền Vũ ơi. Nếu như mà theo Huyền thì nam nên đeo những dòng kính mắc tiền như thế này. Giá của nó là 700k, Huyền sale còn 350. Dòng kính thể thao này thì nó cực kỳ là đẹp luôn. À không chê vào đâu được nha mọi người. Cái này là 8503, 350 anh Tuyền Vũ ơi, 350.000 nha. Đây là kính xịn nè. Nếu như mà mọi người muốn mua kính bình thường hơn thì nó chỉ dao động giá là 149.000. Đối với những dòng kính mà Huyền đang mang mà nữ hay mang á, thì là kính bot hay là kính á, bữa trước em lên L25, anh thấy đẹp. Anh Cường ơi, vậy anh Cường mua kính L25 đi, L35 chứ không phải là L23 đâu. Anh Cường mua đi. Rồi mọi người sẽ chốt đơn cho Huyền nha. Huyền kết thúc livestream nha mọi người. L35. Ok anh Tổng thống này, anh Cường ơi, anh Cường mua L35 đây. Riêng về dòng L35 là dòng này có hai màu là màu trà này và màu đen nha. Dòng này thì nó 149.000 cho bạn nào xem livestream nhé. Màu đen và màu trà nha mọi người. Đó, nam đeo được, nữ cũng đeo được. 149.000 một chiếc nha. Rồi chị lên kính mắt mèo nữa là chị hợp livestream nha. Kính mắt mèo chị sẽ xây còn 99.000. Mắt mèo thì nó có những mẫu như thế này này bé ơi. Tú ơi, em vào trong livestream không?
Dạ mẫu gấp là 250 anh tổng thống ơi. Mẫu kính gấp là 250. Chị lên kính mắt mèo nha. Tú ơi, em tham khảo ba những kính này cho chị nha. Riêng mẫu kính mắt mèo bên chị là sale. Sale chỉ còn là 99.000 một chiếc đồng giá nha. Đồng mã với chiếc kính này là 108 em nha. Mã với chiếc kính mắt mèo này là 108, giá của nó là 99.000. 99.000 một chiếc full hộp full khăn cho em nha. 9 trong đây trong thủy tinh nữa. 108 cộng số điện thoại 99.000 một chiếc nha mọi người. 99.000 một chiếc kính như thế này. À, rất là đẹp luôn. Bạn nào mà thích tin á thì nên mang một kính này nha. Cực kỳ là tin, cực kỳ là đẹp luôn ha. 108. Hay là em thích mẫu như thế này. Mẫu Gucci này cũng là mắt mèo Gucci nè. Kính này cũng 99.000 chị đang xem nha. Mã của chiếc kính này là 1132. 1132 cho một kính này Gucci nha mọi người. Có hai màu là màu trà và màu đen nè. Còn kính này thì nó chỉ có anh nó có hai màu luôn, màu đen và màu trà luôn nè. 1132 chỉ còn màu đen thôi nha. Hử? 1132 chỉ còn màu đen thôi. Ừ. Tú ơi em còn đăng like không? Đây ha, mọi người có thể tham khảo qua chiếc kính này. Kính này màu trà thì đi ngày đi đêm thì cũng được nha mọi người. Nó có hai màu là màu đen và màu trà. 99.000 một chiếc. 99.000 một chiếc kính như thế này ha. À, phun hộp phun khăn cho mọi người luôn. Không ai xem khăn rồi. Rồi vậy thôi thì sẽ kết thúc lên. Lên kính nam xịn đi em. Anh Cường ơi, nếu như mà về dòng kính xịn men Huyền là kính 8503 và 8503 VIP là xịn nhất nha anh Cường. Anh Cường mua cho Huyền, ủng hộ cho Huyền một chiếc 8503 này đi. Cam kết với anh Cường luôn, anh Cường lấy hàng về là anh Cường sẽ cực kỳ là hài lòng về chiếc kính này luôn. Bao đẹp bao sang và nó có khả năng chống trời chống sức bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn nè anh Cường. Còn nếu như mà anh Cường thích sang trọng hơn thì anh Cường qua một 8503 VIP nha. Đây nè. Ông ngứa quá. Đây này, có hai mẫu kính như thế này là mẫu kính xịn nhất bên em và bán chạy nhất bên em nha anh Cường. 8503 là 350, còn 8503 VIP là 450 nha. Không đẹp là Huyền không lấy tiền luôn á. Anh Cường mua 8503 đi, dòng này là dòng đẹp nhất đó mọi người. Nếu tính ra 8503 VIP và 8503 thì 8503 nó đẹp hơn. Chẳng qua là cái này nó sang hơn. Nhưng mà nói về độ đẹp, độ đẹp, độ tin, độ năng động, độ đẹp trai, độ manly hay gì thì riêng 8503 này nó đẹp hơn ha. Anh Cường có mua cấn không? Không thì Huyền sẽ up livestream nha. Anh Cường mua ủng hộ cho Huyền một chiếc 8503 này đi. Và thôi thì sẽ up livestream nha. Bye bye mọi người.